Rồi, ok, nhân vật đầu tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ là Layla hay cá tư. Em. Hello, hello, mình Hello. là Layla24, hiện tại mình đang thi đấu cho team Big Bam. Và vị Ok. trí của mình là Rogue Sentinel. Xem từ nào, ủa, tưởng Ok. em chuyên Duelist chứ? Đó, em Sentinel mà. À, em sẽ từ Duelist là nào. game gì? Em không biết anh ơi. Ok, nếu như anh em không biết thì tôi liên hệ với 8 bạn của 8 team khác nhau thì bạn Layla là bạn đầu tiên trả lời tôi và phản hồi tôi đầu tiên luôn. Rồi ok, hôm nay thì nhẹ thôi, như content tôi cũng có nêu trên tiêu đề đó thì hôm nay anh em mình sẽ giao lưu văn hóa văn nghệ xíu để tôi coi thử cái khả năng Immortal Guts của tôi có độ lại với các bạn pro player hay không. Ok. Ok. Rồi mình vô ha. Vô Thì chứ, vô chứ. em Layla nhẹ hết mình nha chứ không má mấy bạn cục con kêu anh dàn xếp tỷ số á. Trời ơi, bắn là hết sức á, không không nhường Ok. á. Ok. Cứ BO5 á, anh em mình cứ năm rau đầu ai nhiều kill hơn là thắng. Ấy da, súng gì cũng được à. Cây gì hả? Cây gì cũng được em. Không, anh em mình thích thì anh em mình dàn xếp súng với nhau cũng được. Ấy, mình phải là bundle á, solo Bundle, em phải là bundle á. ok. Ok. Ok, làm mít nha, làm mít nha. Ok, không nấp nha. Không nấp, không nấp. Nè. Ok, time for a protein. Holy. Ôi, đừng nhường em ơi, chết anh, chết anh. Đừng Holy. nhường. Cái gì nha? Yeah. À, tốc độ quá, tốc độ quá. Không Yeah. nhường, không nhường, không nhường. Không nhường nha. Rồi em end Không fight nhường. đi. Em ready thì Em end phải fight. nè, vô nè. Rồi. Đây à. Đây mới đúng là rắp điền nữa nè. Rồi, đây mới vô đúng nè, đây mới đúng Rồi. nè. Rồi, tới lượt anh end fight nhá. Xong Ok. cái end fight. Ra vị trí hết rồi. À, chết rồi, chết rồi. Đó, giờ mình đổi vào xíu đi, mình đổi vào Phantom được Được, không? nếu đó là thứ anh muốn vô thôi. À, tụi bạn nhảy bên chưa? À, tụi bạn nhảy bích chưa? Ôi, 124 anh em à. Má, ai Ây à, à. điên thôi, nhưng mà Phantom không phải hũ súng bắn thường xuyên em. Nhưng mà không Ok. sao. Không sao, súng nào bắn cũng được, cũng pro. Súng Mình gì, anh muốn súng gì nữa nè. xe rip đi, xe rip đi. Ok. Cái xe rip đi. Vô nè. Ây da. Ây da. Rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi. Ây da. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi. Ây da. Không đau Má lắm, không sợ. đau Ây lắm. da, ây da. Ơi, súng gì? Anh muốn Gắt súng điền, gì? gắt điền, gắt điền. Ok, Cuối cũng là cùng. súng tủ của em. Tủ luôn hả? Chết chưa? Súng nào trả là súng tủ của em, bắn cái nào trả kinh. Ô, tôi này chơi chích nữa, cái nút góc nó kìa kìa. Núp góc đâu? Ây da, À. góc đâu? Ây da, Ai à, ai à, đau ây đau á, da, đau á, đau á. Ai à. ây Ai à. da. chạy đi đâu tôi chết rồi. Mà khó anh em ơi. Má tôi cố gắng hết sức rồi anh em mà tỷ số vẫn má nghiêng về Layla anh em ạ. Hết sức rồi, hết sức rồi. Năm đau đầu. Hay trai. Trai Nằm hay đầu anh em ơi. đầu. Rồi, thank you Layla nha, thank you Layla nhiều. Ok, bye anh Ok. nha, em Ok. mở stream luôn. Ok, player tiếp theo của chúng ta sẽ đến từ team 2K, đó là Damit 2K. Ấy yo anh em, nếu anh em nào chưa subscribe tôi thì hãy subscribe cho kênh YouTube Damit2K một nha. Đúng như vậy. Anh em nào muốn coi kênh kỹ năng thì ghé nhẹ kênh anh Damit 2K nha. Thì hôm nay tụi tôi có set nhẹ kèo giao lưu văn hóa văn nghệ chút xíu ha. 5 round nha anh. Được. Ai nhiều ấy hơn thì win thôi, đơn giản cơ bản. Còn 5 lốp đúng không? Nhận nhá. Ok, ok. Rồi, vô nha. Cứ ra mid mà vã nhau nha. Được. Bắn theo kiểu Ok. Classic này, Ghost này, Serif này, Phantom Vandal. Ok. Rồi, giáp nha, giáp ha. Ừ, giáp 2, giáp 2. Ok. Rồi. Em bên phải nè. Vô.
Ok. Ok. Sao tôi bắn đi chính viên nào nhờ? À? Tôi chết rồi em ơi. Ờ, em quên lại mất. Đây, ngô này. Okay. Protein shake. Let's go. Let's go anh em ơi. Rồi. Serif đúng không? Rồi đến Serif. Ok. Hai. Not so tough after all. Ủa, anh không. Ủa. Chết rồi, không phải tôi rồi. Ai á chứ mấy tôi rồi anh em, ai á. Mà sao mày bắn một viên anh chết luôn nhỉ? What the fuck? Sao em nhớ. Ủa, vậy anh không mua giáp hả? Ok. Bắn đi. Kệ cho thành moment đi, cho thành moment. Ngày tiếp theo. Thế cái gì? Phantom đúng không? Phantom. Ê, thôi mai em go pro nhé, team anh còn tuyển không? Em nghĩ em nên đi á. Em nghĩ em nên đi. Chết thật. Rồi, ra đây. Đấy. Xem là hòa hay là win ạ. Let's go. Kinh quá. Thôi đây. Những cúp ngay rồi, cúp ngay. Má, cúp rồi. Cúp ngay. Rồi, thank you anh Nam Mít nhiều nha. Thank you anh, bye bye. Ok, người tiếp theo sẽ là bạn XBK đến từ team The Batman. Hello anh. Hello em. Anh có thể tự giới thiệu bản thân đến cho mọi người biết được không? Xin chào mọi người nha. Tại mình đang là XBK. Thật của mình là Trường. Tại mình đang chơi cho vị trí Initiator team The Batman. Initiator. Agent anh ấy thi đấu nhiều nhất ở VCT là gì? Agent anh thi đấu nhiều nhất thì anh chắc chắn là con Rich. Brick nè, đúng rồi, con này FF khá nhiều trong combat hả? Rồi, nay không những có tiện thủ vô đây thi đấu với tôi mà còn có cả quản lý vô ngồi giám sát tôi nữa mới ghê anh em. Ác thiệt. Nay có anh quản lý vô ngồi giám sát nữa. Thì anh nha, xin lỗi tại vì anh là nhân vật quan trọng của team ấy. Rồi, dạ, nghe đồn. Nên là đi đâu cũng phải có người đi theo. Nghe đồn BK đang giữ kỷ lục top kill trong VCT Challenge Series 2 hiện tại đúng không? Đúng vậy. Hiện tại là bao nhiêu kill rồi? 48 mạng. Ui dồi, 48 mạng. Khủng khiếp thiệt. Rồi, thì như hai trận đầu tôi sẽ vô tôi giao lưu văn hóa nhẹ với anh BK ha. Vô. Ok. Bất diện đường nha, Gamit nha. Mà bắn là phải hết sức nha. Anh giả bộ bắn hết sức được. Ok. Ác tuyệt. Theo như được biết phát cái tên XBK có nghĩa là xe bắn kem anh em, mà tôi đang không hiểu tại sao anh Trường lại chọn cái biệt danh như thế này. Anh giải thích cho em nghe. Nghe. Anh chỉ nghĩ lúc đó là sự cái tên này đã khiến anh mất một tuần anh mới xỉa ra đấy. Cái gì vậy? My ult's ready. Tên thôi mà. Ừ. Ác vậy. Mà tên đáng yêu mà. Ok. Rồi, mình anh muốn bắn gì đây? Anh muốn từ lục lên trên anh thích vô Phan Văn Đồ luôn. Bây giờ anh nghĩ là mình nên đi từ từ. Mình đi một God, một Serif, một Phantom, một Văn Đồ, một Guardian ha. Ok, nghe okay. Hợp lý đó. Mua giáp nha. Ok. Chưa. Nghe mua nè. Sẵn sàng rồi. Từ. Má sao rung dữ ta. Đó, anh đâu. Game có vẻ đơn giản vậy. Đó, không sao anh em, mới lục thôi, không gì. Bạn xử hết đâu nè, Tên số gì nữa vậy? Serif. Yes! Body Hunter. Trời chết rồi, không, mình win là mình làm tất cả anh ơi, Mạnh quá, Tiếp theo là gì vậy? Tiếp theo là... Anh Tâm đi nhờ. Này lo được anh em, bình thường bắn Annie phải có đồ bắn mới bích được người. Giờ bích chay là bích không nổi đâu. Đó. Sao hơn chay bích không nổi đâu. Tôi nói sao hơn thế vậy? Chết tiệt. Mạnh quá. Sức mạnh. Ôi, có nhiều không vậy? Có nhiều không vậy? Kén lắm rồi đó. Cái bản đồ nè. Bản đồ nè. Mất mặt.
mặt quá giờ không được rồi, chết rồi. Em mới có emo 1 rồi đó, anh bắn thì chết em luôn á. Ui da. Em nghĩ là em thắng được anh sao? Má. Đấy cái skin luôn. Gắt đi anh, gắt đi anh. Chết rồi. Hai đều anh em ơi. Ây da. Em ơi là em à. Không sao mọi người, tôi cũng lường trước kết quả. Không sao. Lựa thử vàng gian nan thử sức anh em à, tôi lường trước rồi. Ok, mình kêu anh SBK nhiều nha. Mình kêu anh dành thời gian, ok. Chúc anh em đạt được nhiều mục tiêu nha. Thank you. Cảm ơn em nha. Ok. Rồi, ok anh em. Layer tiếp theo chúng ta sẽ là một bạn đến từ team Sico, tên là Albert. Chào em. Chào anh. Em có thể tự giới thiệu bản thân với mọi người không? Thì mình là Albert đến từ Sico, đang thi đấu với vai trò Initiator. Initiator. Rồi. Hôm nay anh em tôi giao lưu khỏe. They think I'm an old dog. Năm rau nha. Bắn hết mình nha. Cái súng gì cũng được đúng không anh? Ê, tùy em thôi. Giờ em thích từng cây khác nhau. Em thích Ollivander, tùy em. Ok. Chiều em tới bến. Sẽ rip nha. Ngươi giáp không nha. Ok, hẹn giáp đúng không? Rồi, chẳng hạn chưa? Anh em phải đó. Vô. Chiêu em ơi. Chiêu em ơi. Ây da. Ui, bắn tàn chuột rồi. Không sao. Sẽ rip tiếp bây giờ hay cái gì đây? Sẽ rip tiếp bây giờ. Ăn mỗi súng 2 rao thôi. Ok. Trả thù anh em. Ai trả thù á. Ui da. Thôi chết rồi anh em. Để ổn rồi. Không ổn rồi. Gắt đi anh em. Được. Rồi. Đây rồi. Đã tới lúc body hunter. Ui. Ai đái à. Rồi bóng bên đồ này. Inni của Sico đây sao. Ác thật. Na cầm chắc trận thua trong tay vậy anh em ơi. À ban đồ đúng không? Chưa bắn ban đồ mà. Okay. Thua đâu. Được không sao anh em ơi. Mình gỡ gạc được cái danh dự. Em cuối mày danh xin nhẹ cây gắt dần. Ok. Ôi, thôi, thảm hại quá anh em ơi. Má, sao tới nhờ. Rồi, ok, thanh em trai nhiều nha. Ok này. Má, 1-4 không quay tỷ số tồi anh em ơi, được một round danh dự anh em ơi. Rồi, player tiếp theo của chúng ta sẽ là một bạn có tên khá là hay, khá giống như tên của sữa hồi nhỏ tôi hay uống. Bạn Milo. Bạn Milo hay giới thiệu bản thân không? Hello, anh Brim và mọi người nha. Em tên là Milo, là in-game leader của team Lo-Fi. Ok, in-game leader của team Lo-Fi luôn nha. Má này tôi có vinh dự luôn, tôi được đấm nhau với in-game leader. Rồi, nay mình giao lưu nhẹ 5 round em ha. Never. Chơi từ súng nhỏ lên đây, em thích nên mình làm 5 round vandal luôn. Ok, vậy thì mình cứ từ nhỏ đến lớn nha. Ok. Rồi, em muốn ghost trước hay là sẽ rip trước? Ghost trước nha. Ghost trước rồi, ok. Quân giáp à. Quân giáp hả? Ok. Vô. Ui. Đết. Ây da. Mẹ ác quá. Rồi, này chơi giáp đúng không? Ok. Ok. Mẹ ác quá anh em à. Đau. Chết tiệt.
Let's go. Anh nghĩ em cần nghiêm túc hơn á, anh Kỵ nghĩ em cần nghiêm túc hơn á. Ok, súng lớn 3 cây anh tầm trước đi. Ok nghe. Okay. Trời, tôi đi đục tường làm gì hết ta. À, tôi bị lừa rồi. Tôi bị lừa rồi. Đấy, bắt đầu nha. Ok. Ui, nó nhanh thế nhờ. Má, tôi phải xài để không kịp luôn ạ. Rồi, Guardian nha. Ok. Má, tôi kêu má em Milo nghiêm túc rồi, em Milo nghiêm túc thiệt mọi người ạ. Chết thật. May mắn, may mắn anh em. Wow. Thôi không nổi anh em ơi. Má, không nổi, không nổi. Phải luyện tập thêm rồi, phải luyện tập thêm rồi. Ok, thank you em Milo đã góp mặt nha. Em ơi. Ok, ok. Thank you em nhiều. Em ơi anh. Rồi, ok. Sau khi mình giao hữu với Milo xong thì anh dây quản lý team Lo-Fi gửi thêm cho mình một bạn bánh mì nữa anh em ạ. À. Ác thiệt. Anh dây tính cho tôi ngập luôn, ngập hành luôn hay sao á. Ok. À, đi qua. Em bánh mì có thể giới thiệu bản thân không? À, mình là tuyển thủ bánh mì, mình đang thi đấu cho team Lo-Fi nha. Thì okay. Ok, em đang chơi vị trí nào? À, mình chơi, em chơi vị trí flexible. Vị trí nào cũng được. À, vậy mà thường xuyên nhất là em sẽ flex role nào? Flex Innie với Sentinel. Ủa, hồi nãy anh nghe Milo nó cũng kêu nó chơi Innie mà. Vậy là em lâu lâu Milo nó sẽ bắn role khác nè. Để cho em flex Innie nữa. Hay là sẽ có một đội hình nào đó em chơi 2 Innie? Có 2 Innie với 2 Smoke luôn. So this car. Okay, em muốn only bundle 5 round luôn hay là em muốn từng mỗi round mỗi sáng khác nhỉ? Bundle đi. Bundle only ha. Được rồi, được. Anh thích, tôi thích bạn bánh mì nè đó. Nhậu luôn chứ. Bắn vô đầu hay sao, bắn vô. À, em miễn là em làm cách nào em win cũng được, hết sức là được, hết sức là được. Ok chưa? Rồi, cho nè. Ui. Ai da. Ui. Tiệt. Ai. Ai da. Sao mọi người không sao, không sao. Nhạc sự khởi đầu nan, nhạc sự khởi đầu nan. Ui. Em chưa. Nó xa quá, nó xa quá. Tôi thấy con bánh mì như cái con kiến gì á. Ác tiệt. Ây à, không sao anh em, mày phải cố gỡ một rau một danh dự á. Anh em nè. À, cho anh kia chưa. Không được đâu, không được đâu. Được nha, lật kèo được nha anh em. Lật kèo được nha, lật kèo được nha. Yo yo. Ui à. Ây à. Má, nay thua hơi nhiều rồi, em ơi, nay thua hơi nhiều rồi. Hồi nãy anh bắn với Milo tỷ số nhiều. À, nãy như 1-4 với 2-3 rồi, anh không nhớ lắm. Chắc là hình như, má, nhưng mà nó là thua đó em, nó là thua đó. À, Milo bắn gãy nhất team em rồi đó. Dạ hả? À, còn cũng đừng trao danh dự em ơi. Ui, trời ơi, nó quanh tạp tôi luôn rồi anh em ạ. Ok, rồi làm sao, đang kêu em đã gấp mặt nha. Ok ok, không sao anh em ơi, tôi lường trước rồi, tôi lường trước cái tỷ số nè, tôi quen rồi, tôi quen. Rồi, player tiếp theo chúng ta sẽ là anh Red Vinyl. Hello anh. Hello em. Hello, anh có thể giới thiệu bản thân chút xíu được không? Anh tên là Red Vinyl, hiện tại đang thi đấu cho đội tuyển Bata ở vai trò là Duelist. Duelist anh em ạ. Má, kỳ này vô chắc tôi bị đấm chết quá. Rồi, vô nha. Ok ok. À, Red Nevo à? Chứ mà Red Vinyl chứ mẹ tôi đọc ngược tên anh em. Tên này là lấy từ anime anh. À không không. Đặt cho vui thôi. Thấy tên vui đặt thôi chứ không theo cái gì cả. Ok, nó không có nghĩa luôn à? Nó không có nghĩa luôn à? Không không. Không có nghĩa gì cả. Ok, nay tôi được má chậm chán cái tay to nhất của 3T anh em ạ. À, anh muốn 5 round, 5 súng khác nhau từ nhỏ lên hay là anh muốn full bản đồ luôn? Sống được, sống được. Ok, vậy mình đi từng lục lên cho dễ ha.
Lục về, lục về, có mua giáp bây giờ không? Mua giáp luôn, phải mua full giáp á. Lục về. God đi, God đi. Ok. Rồi. Rồi, em nhắm mít rồi nè. Tôi đinh được một cái rồi. Ác thiệt. Sao nè, không sao. Tôi chạm được tới đầu của anh Red Devil là chắc sẽ giết được anh em. Trời, đâu này mình, sao? Đâu này mình sẽ rip đi. Ok. Rồi, một đều. Rồi, cái này mình Phantom anh ạ. Ok. À, cơ hội để đi chuyên nghiệp ở đây anh. Cơ hội để mình đi chuyên nghiệp. Ui dồi. Ôi. Chị mua giáp à? Em có mua giáp mà. Mình chết thiệt. À có, thì ra có. Em có mua giáp. Ô. Ôi. Bắt tôi chưa kịp thấy gì anh em ạ. Rồi. Tao ra này sao gì? Bắn đồ ha. Ok. Rồi. Phải win anh em ơi. Ôi. Nó xong rồi. Không sao. Mình có một round danh dự, không có gì phải buồn mọi người. Không có gì phải buồn. Mình làm tới thế là tốt rồi. Round cuối mình gắt đi hình đi. Ok. Nghe đi anh nè. Dạ. Ôi. Má tay to thật anh em ạ, à, tay to thật. Rồi không sao. Hai anh ơi. Kêu anh nha, chi. Ok. Rồi, player tiếp theo của chúng ta sẽ là bạn NTK. Hello NTK. Hello tất cả mọi người, mình là NTK, hiện đang thi đấu cho team Lazy ở Roll Flex. Roflex là hôm qua cũng mẹ có một ông Roflex mà tôi quên rồi, mà Flex là Flex luôn gì? Chính thường là số Flex chính của NDK là luôn gì? Flex của mình nó thường là tất cả role trừ duelist. Mình trừ không thích bản duelist. À. Trừ duelist. Tôi thấy cái tên team của NDK rất là hay nha, lấy gì bật quanh nó win. Đúng rồi. Giống tôi. Tôi cũng lười vậy đấy. Lười nhưng mà muốn thắng. Rồi, như truyền thống thì anh có hai sự lựa chọn. Một là mình sẽ solo từ lục lên súng lớn. Hai là anh muốn full bản đồ, anh chọn nào? Lục đây, lục cho vui. Ok, vậy thì mình có 5 round, mình bắt đầu từ gót trước ha. Ok luôn. Ok, gót full giáp nè. Rồi, hết sức nha, không có được nhường nha. Ok. Ok, em ra đó. Let's go. Ai má cuối cùng. Cuối cùng cũng đấm được anh em ạ. Má hôm qua này thua quá. Rồi. Rồi anh muốn gì đây? Serif à. Được. Go. Ui. Ôi. Được. Chẳng thế à? Má là điều tôi quên mua giáp rồi nè, mà thôi không sao. Ơ, sao không mua? Rồi, quên rồi, không sao nè. À, ra mình nấp xuống lớn nè, mình start với cái phần tầm trước đi. Phần tầm. Cười luôn. Go. Đâu. Má, phải lấy là danh dự á anh em. Ông quất con mẹ đâu mày biết rồi anh em ạ, à. Má ác lắm. gần bắn nó nhìn cho rõ, mắt tôi cận. Mắt ông cận à, chết thật. Ok, bắn đồ nha. Chết rồi. Má, cái buổi này thấy hành không anh em ơi. Ui à. Má, cái tâm tôi không đặt lên đầu được anh em. Guardian cuối nè, má thêm một rau danh dự nữa nè. Guardian. Ok luôn. Phải lấy thêm một rau danh dự nữa anh em. Nhảy chắc nè. Ok. Được. Mày còn chưa nhìn thấy gì cơ. Holy shit. Ok bro. Má hắc tới giờ chết mẹ ơi. Cục giá anh em ơi.
Rồi, mặc dù chúng ta có xuất thần ấy nhưng mà chúng ta vẫn thua anh em ạ. À, GG anh ơi, GG anh Kiệt. GG. Rồi, thank you NTK đã góp mặt trong buổi solo ngày hôm nay nha. Ok nha. Ok, thank you. Rồi, ok, đáng lẽ thì ở nhân vật cuối cùng là mình tính mời bạn Fancy Physio á. Nhưng mà tiếc quá là có lẽ anh em bên Fancy đang là khá là bận luyện tập cho nên là mình cũng không mời được. Cho nên là hôm nay mình có một cái option khác bắt up được. Rồi, player cuối cùng của chúng ta sẽ là Sitting Chop. Hello em. Dạ, em chào anh Vim. Em chào mọi người nhé. Thì em tên là Chí Tính. Thì nickname của em là Sitting Chop và đang đầu quân cho team Original hay còn gọi tắt là OG của Việt Nam. Ok. Em thi đấu chính là main role gì? Thi đấu chính của em là Duelist, Sentinel hoặc là có thể là mấy con như Sova hoặc là Fed. Nghe nó flexible vậy, nghe nó flexible quá vậy. Mà role chính vẫn là Duelist anh ạ. Nó chơi nó cũng hơi chiến ấy, mấy con kia chơi cũng hơi chiến ấy đó. Ok, hôm nay thì mời được bạn. Mặc dù em xuất tinh chớp vẫn chưa góp mặt trên VCT mùa này nhưng không sao, em ấy vẫn là pro player và đã chinh chiến khá nhiều trong VCT rồi cho nên là tôi vẫn tính là xuất tinh chớp là một pro player nha anh em. Thì hôm nay đó, như anh phổ biến đó, mày phải hết sức nha. Ok đây. Ok, nào nhường làm chó. Mà chơi game nào cũng nghiêm túc rồi nè. Yeah. Rồi giờ em có hai lựa chọn, một là bắn từ súng lục lên súng lớn, hai là full solo full bản đồ. Solo full bản đồ đi anh ơi. Full bản đồ à, rồi làm biết đi. Rồi ok nè. 5 round nha. Yo. Ok nè. Ok. Nó nhảy chét tôi này mà. Ui. What the. Má khó thở anh em ơi, khó thở. Oh. Tôi tính bò lên để tôi surprise nó không được anh em ạ. Ây à. Má em tay em to tới mức đó luôn hả? Anh tưởng tượng một ngày anh vào ranh mà anh gặp em thì thường luôn á chứ anh bỏ game á. Ây à. Dậu. Mới định không? Tôi mới định vô đầu nó nữa. Ây à. Mình đổi nhẹ qua gắt đi hình đi. Cho anh có thêm tí cơ hội được một rau danh dự. À, thấy rồi nha. Ây à. À, má đeo nổi à. Má, trình độ tôi này không bắt kịp rồi. Má giới trẻ giờ. Em chấp 205 đúng không? Má giới trẻ đúng rồi nè. Kinh quá. Coi có được con cao danh dự không? Rồi nha. Okay. Tôi biết mà. Hay em ơi. Đừng ra danh dự, Ok. Rồi, anh kia em chớp đã góp mặt trong buổi show lên ngày hôm nay nha. Kệ nè, em rất vinh dự nha. Thank you. This is the future. Evolution. This is the future.